tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Hôm nay ở video này thì mình sẽ dành tặng cho các bạn đó là top những chiếc laptop dành trong lĩnh vực đó là các kỹ sư đồ họa, dành trong lĩnh vực đó là đồ họa mô phỏng và đồ họa 3D. Những chiếc máy có cấu hình tốt nhất cũng như giá bán tốt nhất tại thị trường và đã từng qua trải nghiệm của khách hàng cũng như đánh giá của rất nhiều review trên thế giới. Thưa các bạn, hiện nay là những chiếc máy tính để làm công việc đồ họa thì chúng ta gọi ngắn gọn đó là những chiếc máy tính chạm, còn gọi là mobile workstation. Một chiếc máy tính thu nhỏ như bây giờ nó sẽ như thế này. Trọng lượng của nó hiện nay phổ thông ở phân khúc màn hình 15,6 inch sẽ là 2,5 kg, nhưng lại mang trong mình một cái cấu hình bên trong cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ khả năng nâng cấp RAM của những chiếc máy đời mới có thể là 128GB và sử dụng dòng CPU thế hệ mới nhất đó là Core i thế hệ thứ 9, ví dụ như là 9750H, 9950H, thậm chí là những chiếc laptop bây giờ còn sử dụng dòng chip đó là Core i9 chẳng hạn, cực kỳ mạnh mẽ, lên đến 8 lõi 16 luồng cho một chiếc laptop. Hiện nay những dòng máy tính chạm hiện nay sử dụng dòng card đó là Quadro T1000 hoặc T2000, T3000, T4000 và những dòng tiên tiến hơn sẽ sử dụng dòng card đó là Quadro RTX, phải nói là RTX 3000, 4000, 5000. Đây là những dòng card được tối ưu dành cho đồ họa 8K cũng như xử lý 4K cực kỳ ok và mạnh mẽ luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dạo qua một số máy mà mình đã từng trải nghiệm và mình đã test cho các bạn biết là hiệu năng khủng khiếp của những chiếc máy nó ra sao. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ.
Vâng, thưa các bạn, các bạn có thể thấy là mình vừa test một loạt các dòng máy tính cực kỳ nổi tiếng trên thị trường. Đó là ba thương hiệu Dell Precision, ThinkPad, Woodison và thêm một dòng nữa đó là HP Woodison. Các bạn sẽ thấy đây là ba thương hiệu cực kỳ lâu đời và nó nằm trong team của những các kỹ sư đồ họa trên thế giới, có nghĩa là đáng tin dùng. Khi bắt đầu nhắc đến đồ họa thì họ sẽ nhớ đến những chiếc máy này. Các bạn sẽ thấy là những chiếc máy được trang bị CPU đời 9 hoặc đời 8 có giá bán đâu đó trên thị trường, máy mới nó sẽ dao động từ khoảng 35 đến 70 triệu đồng thì các bạn có thể thấy. Còn nếu các bạn là để phân khúc dễ chọn cho các bạn nhé, nếu các bạn làm chuyên nghiệp thì các bạn sẽ chọn những phân khúc máy tính đó là màn hình 17,3 inch. 17,3 inch thì thường trọng lượng của nó sẽ dao động từ khoảng 3,3 đến khoảng 4 kg, bởi vì những chiếc máy này sẽ dành cho dân chuyên nghiệp mà ngồi làm việc một chỗ nhiều hơn. Thực tế với sức mạnh của một chiếc laptop bây giờ không kém một chiếc máy bàn là bao nhiêu, nhưng với màn hình 17 thì thực tế với trọng lượng như vừa rồi chúng ta hoàn toàn có thể mang đi mang lại như này. Nhưng mà nói luôn là mang đi mang lại cũng sẽ hơi khổ một chút, nói thế thôi. Còn với một người nam giới làm việc chuyên nghiệp như mình chẳng hạn, chúng ta cần một chiếc máy đủ mạnh, đủ dùng và đủ khả năng nâng cấp về sau này thôi. Còn trọng lượng của nó đôi ba khi không thành vấn đề, nhưng nếu có nặng quá thì cũng thành vấn đề đấy các bạn ạ. Còn đối với anh em mà cơ động di chuyển đi lại nhiều thì chúng ta sẽ chọn phân khúc đó là màn hình 15,6 inch như chiếc ThinkPad P52 như này đó. Các bạn chú ý thì hiện nay các dòng card thì nó sẽ có các dòng card, ví dụ mới thì nó sẽ dùng dòng card T với công nghệ VR hỗ trợ công nghệ, thì các bạn thực tế ảo bây giờ là dùng rất nhiều trong các lĩnh vực, đó là mô phỏng game này, mô phỏng nhà cửa này, cũng như thiết kế. Các bạn thiết kế các bạn thấy là sử dụng dòng card này nó cực kỳ nó ok. Các dòng card phổ thông bây giờ thì dòng card T thì các bạn biết rồi, Quad RT. Còn cao cấp thì các bạn sẽ thấy đó là NVIDIA Quad Pro RTX, cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó là RTX 3000, 4000, 5000 sẽ cho khả năng đồ họa của nó cực kỳ lý tưởng thôi. Việc sử dụng RAM để sử dụng những chiếc máy đồ họa bây giờ thì chúng ta cần tối thiểu ít nhất đó là 16GB RAM. Còn nếu mà làm việc chuyên nghiệp thì chúng ta có thể chọn 32 hoặc 64GB RAM, nó sẽ hỗ trợ các bạn cực kỳ tốt. Còn nếu mà ổ cứng thì các bạn chắc chắn phải chọn cho mình dung lượng ổ cứng thấp nhất đó là LVMe với dung lượng 128GB. Cũng như khả năng lưu trữ trong máy thì các bạn có thể chọn HDD khoảng 1T hoặc 2T để chúng ta tiết kiệm chi phí. 256GB hoặc 512GB, thậm chí là 1TB để có cái dung lượng băng thông bộ nhớ lớn, nó chạy các ứng dụng phần mềm các bạn sẽ thoải mái hơn. Còn nếu mà màn hình thì chúng ta sẽ chọn màn hình tối thiểu nhất đó là Full HD IPS và tần số quét của màn hình là 60. Còn mật độ điểm ảnh chẳng hạn hoặc là tỷ lệ gam màu thì chúng ta chọn ít nhất đó là 72% gam mút, đó là những tối thiểu. Còn thông thường để làm đồ họa chính xác ngon lành với tỷ lệ màu chính xác khi chúng ta thiết kế thì các bạn sẽ chọn gam màu từ 100% hay thậm chí là hơn 100%. Còn hiện nay nhiều bạn có hỏi mình là trong lĩnh vực đồ họa thì có nên chọn màn hình 4K hay không? Mình luôn nếu có điều kiện thì chẳng có tội gì chúng ta lại không chọn 4K. Bởi vì với màn hình 4K bây giờ thì nó thứ nhất là cái màu sắc, cũng như các bạn có thể thiết kế những cái video siêu nét thì màn hình 4K nó sẽ hiển thị chính xác hơn so với màn hình Full HD. Mình nghĩ là như vậy cũng là ngon rồi. Còn nếu mà để làm việc chuyên nghiệp thì anh em sẽ còn thể cắm thêm một cái màn hình to đùng bên ngoài, ví dụ 27 inch hoặc 32 inch chẳng hạn, là chúng ta kết nối qua giao tiếp thùng nửa bầu, có thể kéo các hình ảnh 4K, 5K, thậm chí là 6K chẳng hạn, siêu nét luôn, rất là ngon lành luôn. Kể cả với công nghệ đó là 2019, bây giờ thời lượng pin của những chiếc Mobile Woodison thì chúng ta vẫn chỉ trụ được từ khoảng 4-5 tiếng là đỉnh rồi, nó không thể trụ được hơn, bởi vì những chiếc máy này tối ưu cho một con khủng long để làm đồ họa, chứ còn thời lượng pin của nó lại hoàn toàn bình thường các bạn nhé. Và các bạn chú ý là hầu hết những dòng máy chạm bây giờ thì các màn hình nó thông thường là on board trên bên, chỉ có một số dòng máy là có thể cắm rời. Nên khi anh em mua máy cũng như anh em lựa chọn CPU và GPU thì anh em phải chọn ngay từ đầu, bởi vì nó sẽ không cho phép các bạn nâng cấp, nó dán trên bên mà. Nên là chúng ta muốn nâng cấp sau này thì anh em phải chọn ví dụ i5 hay i7, hoặc là các màn hình thì nó sẽ on trên bên, chúng ta sẽ chọn dòng card nó là cố định và không cho nâng cấp được. Chính vì thế các bạn mua máy cũng phải chú ý các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chương trình giới thiệu tư vấn cũng như đánh giá test thử những chiếc máy chạm đỉnh nhất 2019 của mình xin được khép lại. Nhắc lại các bạn có 3 thương hiệu đáng mua trên thị trường, đó là ThinkPad này, đó là Dell Precision này, HP Woodison, các dòng Zbook của HP, các bạn lưu ý là như vậy các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.